Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hoạt động của các tổ COVID cộng đồng đã và đang phát huy tốt vai trò của mình trong việc tuyên truyền, truy vết, giám sát dịch, trở thành cánh tay nối dài của ngành chức năng, hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, đều đặn mỗi ngày, ông Dương Văn Trọng, tổ trưởng tổ COVID cộng đồng số 1, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức lại có mặt ở các tuyến đường, ngõ hẻm để tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện thông điệp 5K, yêu cầu và hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe, chủ động khai báo y tế khi bản thân hoặc người trong gia đình có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh. Hoạt động ngày đêm cũng phải hoạt động, bám sát coi có hộ nào đi từ vùng dịch về hay là sao, phải kêu họ khai báo y tế đâu rõ ràng. Những trường hợp F2 đang phải tự cách ly tại nhà, tổ COVID cộng đồng cũng thường xuyên giám sát, nắm tình hình sức khỏe cũng như hỗ trợ việc mua, nhận nhu yếu phẩm để giúp người dân yên tâm thực hiện cách ly vì sức khỏe bản thân và cộng đồng. Tổ là giám sát này thì tôi là giám sát 24/24, kiểm soát hết là không có những người lạ nào là đi ra vô trong cái khu vực mình quản lý ở địa bàn địa phương á, thì đều là đảm bảo khai báo y tế hết. Xã Long Hiệp có 70 tổ COVID cộng đồng với 140 thành viên hoạt động tích cực. Mặc dù không có bất kỳ khoản hỗ trợ nào, nhưng người dân vẫn tự nguyện tham gia với tinh thần lúc nào cũng như báo động, sẵn sàng lên đường bất kể ngày đêm. Mỗi tổ phụ trách 40-50 hộ dân, kịp thời báo ngay cho chính quyền địa phương những trường hợp người lạ đến địa bàn nhưng trốn khai báo y tế, người về từ vùng dịch hoặc người có nguy cơ mắc COVID-19. Trong cái tình hình là khó khăn này thì bản thân mình là góp phần được phần nào thì mình thấy là có cái công sức để đóng góp được cho xã hội, chứ còn không có nề hà gì tới là công sức ngày giờ gì hết, thì do trên tinh thần tự nguyện nó cùng chung tay cùng cộng đồng để làm để dập dịch. Các tổ phòng chống dịch COVID cộng đồng này thì phải nói là hoạt động trên tinh thần tự nguyện đó, thì nói chung là không có lương hướng gì đó. Các tổ trưởng, tổ phó này cũng như các thành viên trong tổ phải nói là phối hợp rất là tốt trong cái công tác phòng chống dịch. Tính chung toàn tỉnh, đến nay đã thành lập được gần 3.000 tổ COVID-19 cộng đồng. Đối mặt với dịch bệnh phức tạp như dịch COVID-19, trong khi điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, thì thế trận nông dân chính là phương pháp ứng phó hiệu quả nhất, mà mô hình tổ COVID cộng đồng là hạt nhân trong nỗ lực phòng chống dịch từ cộng đồng, hình thành nên vaccine ý thức.